Chào mọi người nha, hôm nay anh em mình đi leo núi kiếm ong mật, ong rừng, với lại kiểm tra rừng mẫu đơn được trước, anh em mình xem còn không đào mấy cây về để trồng. Nhưng mà mệt quá, càng quá mọi người ạ, nhà này ở nhà liên tục. Xin chào mọi người nhá, hôm nay mình mới út lại leo rừng các bạn ạ. Bây giờ là lên đến nửa đồi rồi út nhỉ. Nó rồi, hôm nọ mình lấy khoái ngay chỗ này đúng không? Cái này đúng không? Này mình lên đỉnh xong là tẽ về đằng trên kia. Như út lúc nãy vừa nói các bạn ạ, hôm nay mình với út sẽ đi tìm ong mật này, rồi là đi xem kiểm tra cái rừng mẫu đơn các bạn ạ. Đợt mẫu đợt đơn trước. Rừng mẫu ở mẫu đơn rừng từ nhà lên đây là hơn 9 giờ rồi này. 9 giờ bao nhiêu rồi? 9 giờ 3 phút này. Rừng mẫu đơn rừng ở trên này các bạn ạ, đợt trước có một lần bọn mình đào rúi trên đấy, mỗi nhiều chưa, hôm nay lên anh em đào ít để về trồng, mà đi mà gặp tổ ong nào thì tốt. Lúc nãy đi trên đường thấy nhiều măng lắm út nhỉ. Tôi về mới bắt. Khả năng là tí nữa bọn mình sẽ bóc ít măng nữa. Bắc. Năm nay là khui hết rồi. Mời mọi người đồng hành của anh em bọn mình nhá. Nắng khá là sớm. Bắt đầu leo dốc. Leo lên dốc. Lên thế này nó mới có đường dễ thang đúng không? Đúng rồi. Lâu lắm chặt lên hàng chỗ này là nứa nó chưa khui mọi người ạ. Ở đây hình như là cũng có bà con đi măng lên tận đây này. Có mà nó lên tận đỉnh ấy. Lên tận đỉnh măng đây kia kìa. Măng đây. Anh em nào có nhu cầu măng tươi thì alo anh em nhá. Đây. Ship từ một yến trở lên. Năm nay khả năng anh em làm tí măng tươi bán luôn nhỉ. Nhưng mà bán quanh Hà Nội thì được. Chưa. Mình đường chắc... của nó đi ngang đây phải không nhỉ? Đúng rồi. Phải không? Hay là xuống chứ? Phải. Xuống á? Hay là trên kia? Đi ngang. Nếu như các bạn muốn ăn măng tươi ấy thì năm nay khả năng mình với út có thể là sẽ gửi được cho mọi người, mà mấy tỉnh phía Bắc thôi, và Nam thì chắc là xa. Nếu ăn măng tươi thì mình ship măng bát độ cho. Nhà mình có măng bát độ nhá, chặt cả củ cho, một ngày là đến rồi. Hà Nội gửi xe thì sớm, sáng đi là có măng tươi để ăn. 6 giờ từ chỗ mình thì tầm 12 giờ nhỉ? Không chất bảo quản, sạch. 12 giờ 1 giờ chiều là đến Hà Nội, đến Mỹ Đình. Không thấy tổ ứng ấn nào nữa nhỉ? Vừa đi vừa ngó. Đây này, sắp cắn hết đây là. Quả gì đấy? Ui. Quả gì cứng lắm, quả này. Cái này còn non thôi. Rồi cả bụp một phát đấy. Đâu anh xem nào. Đang đi bắn sóc nó rơi cả bụp một phát, vỡ đầu luôn ấy. Lạ nhỉ, nhìn đấy nhỉ. Quả rừng. Ok chưa? Nứa chỗ này lại chưa khuy nhỉ út nhỉ? Này dốc. Dân bản địa. Về trồng trồng rừng các bạn. Bà con chặt hết cành nó rồi. Ở đây có một cái khe nước nhỏ. Đường lên chỗ nào nhỉ? Đây. Ai chả ui nhìn hết người. Này uy tín nhỉ, tí nữa leo lên đỉnh kia nhỉ? Thích thế nhỉ, nhìn trên đấy nhỉ. Đường lâu ngày, đường đi không mọc đầy cỏ dại. Đường không đi, đường mọc đầy cỏ dại. Đây các bạn này. Cái trồng trồng kia, trồng trồng rừng bên kia cả. Chặt chơi. Nhưng mà bị chặt cành hết rồi. Sang năm thì anh em không còn cơ hội nữa. Đây các bạn ạ. Sau một đoạn di chuyển khá là xa thì bọn mình đã đến rừng cây mẫu đơn rồi. Đây, mình thấy có một cây tật rất là to. Đây này. Đây là loại mẫu đơn lá to mọi người nhé. Mà là nó là hoa màu đỏ. Đấy. Mùa này hoa rụng hết. Tí nữa mình giã cây này đi út. Mình lấy một cây đi. Đào lấy một cây nhỏ nhỏ thôi. Đào cây nhỏ thôi. Cây nhỏ đây này, đằng này. Ôi, những cây to thế nhỉ. Nên anh em lại không mang cuốc đi. Đây cây này to. Có hoa chưa? Chả quả nhỉ. Phải không? Thế là phải. Ui dồi, cây này to thế nhỉ. Cây này thôi. Hả? Cây này thôi, không phải cây này.
không phải cái này. Cái này này. Đây. Đấy. Đây các bạn ạ. Lá nó này. Thôi lên chỗ kia lấy một cây nhỏ nhỏ chỗ kia đi. Ừ, chỗ này. Để mai kia lên mới đào cây này nhá em nhỉ. Cây bên trong ấy các bạn. To phết. Mỗi lên rừng hoa màu đỏ. Chỗ này công nhận nhiều nhỉ. Đúng rồi, chính nó luôn đấy. Toàn cây to thôi. Ủa bên dưới kia kìa, út kìa nở hoa mầm kìa. Đó. Đi xuống dưới xem nào. Ở nhà kia kìa. Đi xuống xuống cây đấy xem nào. Một cây như vậy là đã quan sát thấy 3-4 cây to. To nó cũng bằng chuôi dao thôi các bạn ạ. Đây cây cây nhỏ nó đầy đây gì. Kia là nở hoa ủa nhiều cây đẹp thế này. Đấy, toàn cây đẹp này. Phủ thế này những cây ạ. Nó ra hoa ra bây giờ nó. Ô giống hoa mẫu đơn này. Ồ, này. Nó có quả này. Một rừng luôn à? Ừ. Sướng nhỉ? Ôi, ồ, chỗ này nhiều thế. Còn cái to thôi. Anh em ạ. Đấy. Đây. Còn cái to các bạn ạ. Sướng thật. Này có kỳ. Phải mấy ngày mới chinh phục được hết nó đâu. Để lấy về các bạn ạ. Đây. Hoa này là nở chưa nhỉ? Đấy, như cái này là chưa nở đúng không Út? À cái này chưa nở thật các bạn ạ. Đang chuẩn bị nụ thôi. Đẹp chưa? Đâu? Ờ đây các bạn này. Đấy. Ôi toàn cây to nhờ. Đây trước mặt Út đây. Thôi lấy một cây nhỏ nhỏ trước mặt Út có hoa kìa Út đây. Trước mặt kìa. Lấy một cây đào lên cho mọi người xem nào. Cây to thì thôi. Giờ đây Út lấy một cây. Nhổ thử nhé. Lên lên đấy. Không là anh đấu người vào đó. Lên 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 hai người từ từ đấy. À. Đến nha. Ui. Phan nữa nha. Chưa, ôi biết rồi. Vẫn sống đấy. Đây. Cầm lấy. Đào được cả bầu nhỉ. Nó vẫn sống. Chặt hết lá. Đâu. Đây Út. Ăn một cây thôi này. Thôi mình lấy một cây nhỏ này thôi nhỉ Út nhỉ? Để bấm hết lá đi. Ừ. Tại vì là... Nước. Hãy nhổ thử cây nữa đi. Nhổ thử cây này đi Út. Đây là cây con mọi người ạ. Đây này. Đây Út lấy được một cây này đẹp đây này. Dễ, dễ cọc. Đấy. Từ từ nhỡ Út này để anh... Nước. Đã út nồng phần rễ nó lên. Đấy. Làm một cây nữa xem nào. Làm một cây nữa chỗ này xem nào, nhỏ nhỏ này. Đấy, 2-3 cây. Lên được không? Liệu lên được không? Đây. Đơn. Á chả cây trụ đây. Cây bên dưới. Chặt lắm. Bên dưới nè. Dưới nó dưới. Đó. Đấy, đẹp luôn. Như kiểu dễ xâm ấy nhỉ. Được à. Thôi lấy 3 em thôi nhỉ. Rồi anh em mình lượn tiếp. Lấy cuốc lên đào cái to. Đào cái to mới có giá. Càng gốc to thì càng có giá đúng không? Nếu mà đây cây nhỏ rất nhiều nhá loại nhỏ này cây này cây trầu còn leo lên nó trầu rừng à trầu này người ta ăn được à hả trầu rừng à ừ. Ừ, ăn được à không có trầu nhà để lấy trầu rừng. Ui, ngứa đại chỗ này không có ngọn này. Mình tính sơ sơ nó phải tìm kỹ nó phải rơi cả. Ui, những loại nhỏ thì không nói rất nhiều luôn. À, thì đấy mới to các bạn. Bằng cái chuôi dao đây. Lá, thân.
thân nó này. Đây này. Ừ. Anh em nhìn thấy chưa? Đây. Còn cây to. Cho một mồi lửa vào đây á. À, hiện tại thì mình với Út sau khi rời rừng cây mẫu đơn mọi người ạ. Hai anh em đi lên lên trên đỉnh núi. Thì chỗ này lại không có đường mọi người ạ. Vừa đi vừa tạo đường ở trong khu vực rừng giang. Mát ghê lắm. Đây toàn giang nhỉ. Con cục cục. Đấy, luôn xuống chỗ đấy luôn. Nhá. Luôn xuống đấy thôi. Ông chỗ này nó cũng không hay làm đâu, xa khe nước quá nhỉ. Đi. Lá cây lá cỏ nó khô hết. Mình Út phải nói là mãi mới mò ra được đến khe nước các bạn ạ. Thật sự là đi vào cái rừng giang. Hai anh em đang đi kiểu đi hai mép khe núi ấy. Để xem có ong khoái không, bởi vì ở giữa nó là khe nước. Nhưng mà chui rúc mãi các bạn ạ. Sợ thật. Đây này, Út phải nạp năng lượng. Vừa chui từ trong rừng giang các bạn ạ, ra rừng chuối và ra khe nước. Đây khe nước đây rồi. Nước sạch. Sướng lắm, lên rừng. Mát phết đấy nhỉ. Anh em là lên lịch mùa hè đi trải nghiệm cùng anh em đi. Sướng lắm. Lên rừng ăn cua. Nước ngọt xong rồi đun. Hướng cho anh cốc nào. Mời mọi người ly nước nhá. Ly nước suối nhá. Cái đi rừng xong rồi đun nước mọi người. Tinh khiết, thuần khiết. Úi giời, nó thủng này. Đấy. Mời anh em đi. Sạch, không còn tí đục. Chất lượng quá. Nghĩ chả bao giờ mà biết bao giờ nó mò ra đến chỗ này luôn nhỉ. Nhưng mà cuối cùng nó cũng ra đến. Bây giờ là đi theo đều theo khe xuống anh em nhé. Sướng, nước mát lem. Trong veo, không có tí nào bụi luôn. Khe này là cái khe lúc nãy mình lên đấy à? Khe này thẳng xuống mãi là đến là lều của mình nhé. À. Thế là nó ra cái lán trại, sơn trại đấy rồi à? Chắc sập rồi. Lâu ngày chắc sập rồi. Chỗ đấy nó. Kìa. Ôi, được bữa trưa rồi. Quá khủng luôn. Hàng hơi bị khủng luôn anh em ạ. Dí nó lên chỗ xanh xanh này nữa. Để chỗ xanh xanh này, đây này anh em. Khủng luôn anh em ơi. Kinh nhỉ. Càng nó còn định gắp cả máy quay đây này. Anh em nhìn thấy chưa? Mắt miếc. Buộc nó vào. Cho vào túi này. Có túi đâu? Cho vào túi trứng ấy. Nó cào dao. Không có người đi đến nhỉ. Mọi người đi măng thì ít khi theo khe suối các bạn ạ, đi trên rừng nứa thôi. Nên là những cái chỗ này cẩy kiêng ui hết vào đây rồi. Đã biết đoạn nào đây nữa, thác rồi.
Đoạn này hơi nguy hiểm. Sợ xô đá này. Đây, tranh thủ kiếm ít măng mọi người nhá. Măng to lắm. Hôm nay mà phơi thì quá tuyệt vời luôn. Ngọn nó cao như này. Phê có bự luôn. Còn rất nhiều các bạn ạ, nhưng mà nó cao hết rồi đây này. Một ngọn này. Đấy, đây này, một ngọn này, hai ngọn này. Cái này một ngọn nữa là ba này. Đấy, chỗ này này, đấy, khe này này các bạn này. Đấy, khe này đấy. Bên đằng kia còn mấy ngọn nữa, nhưng mà nó cao hết rồi. Đấy, được có mấy ngọn rồi. Búi này chắc là bị sót lại. Anh em nhìn thấy xưa không? Trên này cũng có một búi các bạn ạ. Cũng có mấy ngọn nhưng mà nó cao nên là mình không lấy nữa. Đây có mấy ngọn chỗ này. Toàn ngọn to thôi. Úi xa xa. Măng đây chứ đâu anh em. Rồi xuống dưới này cho út bóc, út đi trước một tí. Ngày này trước đi toán lại ngay rồi. Măng rất đại. Toàn ngọn to mọi người ạ. Ngọn này nó mới nặng. Còn ngắn nhỉ. Búi đấy phải đến trùng ngọn nhưng mà nó cao hết. Cả đi đến đâu không? Cao. Già quá, ngọn này không lên đấy. Không được. Làm vài ngọn về ăn. Bóc khéo vẫn được. Đây là anh chị mượn được cái này. Còn này có ngọn nữa. Không có lá. Thích nhỉ, nhìn trắng. Trắng như măng bóc. Chứ nó đi trèo ngang ra đây nhỉ? Ừ. Non nhưng mà cái này là ngọn to nhất, nó bị cao quá này, nó hết đi phần lá. Đây. Chả có ngọn tí nào nữa. Bây giờ vào lán cũ nhiều nhỉ? Ông không thấy mọi người ạ. Chỉ được ít măng với mấy ngọn măng với lại cái mẫu đơn thôi. Cái tủ khóa này. Cái này hiếm ghê thật. Ở trước trồng gừng ở đấy bây giờ biết còn không? Tan rồi anh em ơi. Lán bị sập rồi à? Ờ nhỉ, vẫn còn bát đua. À may quá còn gừng. Còn gừng à? Ủa sống mất rồi nhỉ. À đây út đang. Đây có một cái quả lưỡi hái ở giữa màn hình mọi người nhá. Nhưng chắc mùa này nó chưa già nữa. Để út lấy mấy cái quả. Đây, cây nó đây. Nó dạng như quả sổ ấy các bạn ạ. Đây. Quả sổ không hả? Quả lọ á. Đẹp thế nhỉ? Nó như quả sổ luôn đó bạn. Họ như quả sổ luôn này. Ăn thử. Nó chả khác gì họ quả sổ nữa. Mà chắc ngọt hơn chứ. Quá. Chua thôi á. Đâu ăn cái nào? Ăn cái cùi của nó nè. Nhiều giòi á. Còn sâu chứ. À. Ui. À, nó thơm thơm vào út. Ai già, thế tí phải hái một ít. Nhớt nhớt nữa đúng không?
Nhưng mà ngọt phải không? Ngọt. À, thì có ba cây gừng các bạn ạ. Đây. À, gốc gừng. Một gốc này. Hai gốc này. Đợt trước trồng. Đây một gốc nữa. Ôi mát thế. Mời mọi người một cái quả này xem nào. Đây này. Ăn kiểu gì đâu. À. Đỏ. Có con sâu, con sâu này, có con sâu trắng ấy. À mềm mềm nhỉ. Mời mọi người nhá. Ăn ngon ngọt. Quả rừng. Ủa, ăn ngon đấy nhở? Ngon, nó thơm thơm. Trông nó đỏ đỏ. Kết nhiều cái con nó bọ. Ủa, nhớ chưa? Thì phải hái thêm ít nữa anh em ạ. Dạ, đây, để xem cái đây này mọi người ạ. Nó không khác gì quả sổ ấy. Như quả sổ các bạn ạ, nhưng mà bóc ở trong ra ấy. Thì nó có cái cùi như này. Ăn nó có cái nhớt các bạn ạ. Mà ngọt lắm, nó thơm á. Ngọt, thơm. Mùi thơm đặc biệt. Quả sổ người ta ăn lõi rồi. Ừ, quả sổ là ăn cái cùi của nó. Nhựa chuối á. Ừ. Ôi nhưng mà anh thấy ngon phết nè. Để tí anh lên anh chảy nó không ít. Đây là phần vỏ của nó các bạn ạ. Ờ, ăn chua chua chắc. Vỏ cũng ăn được đúng không? Chát á. Ừ, đấy, đẹp chưa? Chát chua chua. Chất lượng nhà sổ à. Ừ. Nhưng mà trên rừng. Chua lắm. Được bấy nhiêu hoa cà sơn. Đỏ nha. Đỏ đẹp chưa? Bây giờ bọn mình sẽ mang sang khe núi bên kia các bạn nhé. Con ngáng chân và nó bị trôi. Hôm nay mình với Út sẽ mời các bạn ăn trứng nha. Ôi. Cứ à? Cỡ lắm. Nhẹ nhẹ nó cho nước vào trước đi. Cho nước nó đầy. Giữa chưa mà anh em. Mùa này đi phải nhóm một khe suối. Còn thế là đi tù oan mọi người ạ. Mùa này là mùa khô. Sợ cháy rừng đúng không? Ừ. Lửa cháy hồng. Ở đây là có hai ống mọi người nhá. Đây. Ống bên này là ống trứng này, một con cua này, còn ống này là ống măng. Ôi, cháy ác. Mọi người chờ đợi thêm một tí nữa nhá. Cho luôn cả cây dài ngang được nữa, không phải bẻ đâu. Lấy luôn chứ. Lấy luôn đúng ạ. Mình kiểm tra xem ăn được không. Đây các bạn ạ. Chặt ống nứa thì đoạn bên trên kia nấu ăn ở vị trí lửa đang cháy kia. Mà mình với Út ngồi chỗ này. Này bây giờ là đây là trứng trước. Ừ, cho ra đi. Hoa quả sơn. Tớ lẫn vào hoa quả sơn luôn à. Ui rồi. Cua gãy hết càng rồi. Vẫn còn ứ nước. Hết chưa? Đủ chưa? Cho nó chảy, bỏ nước đi Út ơi. Nhìn như này mà nhìn không kỹ ấy. Ui dồi, Út đổ mang kia đấy luôn à? Hết rồi hay sao ấy? Măng khả năng chưa ăn được. Thôi cứ để sang đây mọi người nhá. Ăn được à? Rồi anh em nhìn. Trứng, măng, đậu, ui ruồi. Mời tất cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Ăn cái gì trước đây? Hoa quả sơn. Làm cái càng cua trước đấy. Ôi giời, mình làm quả trứng tượng mọi người ạ. Bữa trưa rất đơn giản. Ai à? Hôm nay mình làm được những việc gì rồi Út nhỉ? Hôm nay chưa làm được việc gì mọi người ạ. Ăn xong lại đi tiếp. Ăn xong lại đi tiếp. Đây lá gừng này là ở trại này mọi người này. Tốt lắm. Có 3 cây này.
Trứng thì có 20 quả thôi. Anh em sẽ xử lý hết. Ăn cua ngon lắm. Mời các bạn nha. Gừng, gừng trồng trên núi chả biết nó như nào nhỉ? Thế. Hả? Vẫn mùi thế. Vẫn mùi thế. Mời mọi người nhá. Ui, trứng. Làm tí đậu thay cơm mọi người ạ. Ăn cái cơm đi. Ồ. Ngon. Tuyệt vời. Cắm nước ui sáng. Ăn trứng ơi. Chén trứng nha. Xử lý hết đi nhờ. Mấy người chụp quả. Một em. Hai em. Quá không đợi rồi. Ba em. Nóng thế này mà ruồi bao được. Ừ. Ú lại chơi kiểu học của ông trẻ à? Sao đây là nóng được. Ừ. À, à. Vậy nhớ nhờ. Đây đúng không? Thiếu dấu răng. Thiếu răng nhưng mà có gừng là được rồi. Có gừng là rất là ngon rồi anh em ạ. Thì rừng mà còn có gừng ăn cơ mà. Quá tuyệt vời. Trứng là vừa phải. Không to quá đúng không? Và vị trí này nó cũng rất là mát mọi người ạ. Hết chưa? Măng này còn he he thôi. Ăn ít thôi còn đấy. Măng chắc chưa, nó chưa kỹ nhỉ. Ôi trời ơi. Mời mọi người tiếp nhá. Măng thì Út bảo là còn hơi mình thử này. Kiểu là đúng ra luộc ấy là mọi người thay nước thì được. Thay nước thì nó sẽ không he. Hơi hơi he. Thôi măng bỏ lại anh em nhá. Đậu thay cơm. Ở trong bọn mình sẽ chuyển tiếp đấy mọi người ạ. Giờ chơi kiểu của Út. Đập hết ra. À ngon quá. À kiểu của ông trẻ chứ. Trẻ đấm nát chưa. À ông trẻ chơi kiểu đấm nát nhỉ. Mời mọi người trứng nha. Trứng vịt lộn. Rất sướng. Tắm hùm dốc á. Cái này nó vừa tầm. Đi leo đi núi tiếp. Có ngon. Quá rực rỡ luôn. Tội hôm nay không uống rượu. Vậy là còn mấy quả trứng? Út cua cho Út ăn thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2, 4, 13 quả trứng nữa các bạn ạ. Thôi có lẽ là anh em mình xin phép được kết thúc video này ở đây thôi các bạn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bọn mình nhá. Ăn xong thì anh em sẽ ngủ nghỉ thêm tí nữa. Bắt đầu lại tiếp tục tìm thú mật. Xuôi trong chỗ này tắm tí Út nhỉ. Mà lắm rồi. Ăn trứng vịt lộn bỏ mề thì cũng được nhỉ Út nhỉ. Út nhỉ. Ừ. Ăn cái mề nó gọi. Ui cho chân xuống nước mát. Quả này là quả thứ tư. Nguyên đang nguyên chuyện.